Các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đây mình đang ở Khánh Bình nè. Quay cái ngực không vậy? Tân Phú. Chắc ăn rồi. Này nước ngập quá trời bà con ơi. Đây nước lên quá trời này. Bà con bắt cầu không à? Nhà có bắt cầu không à? Nước mà ban đêm nữa lên là ngang đây đó. Nước ban đêm nữa lên tới đây nè. À, còn ướt nè. Đây còn ướt nè. Cậu này sống cũng chung là sống biết rồi cũng quen. Tiến ơi, không phải kìa Tiến ơi. Đây ông Bảy. Bảy làm gì ông Bảy? Đây ông Bảy làm thầy cá này, cá lóc. Đục lóc. Cái này làm gì ơi? Dạ cũng lái xe bình thường ông Bảy à. Lái xe à? Dạ. Dạ. Đây là cá người ta đặt ta thấy nha. Đi thôi ai? Đi trước đi, trước đi. Đi ông Bảy chị bắt à. Trước đi, xin tôi qua. Đây là cá nha các bạn. Nè. Cá chim trắng rồi cá sặc đều đầy đủ. Chung nước cái này lên quá. Đây là sống chung với cùng quen. Nước lên. Đây là một phần thôi. Thường thường là nước ngập lên tới đâu vậy ông Bảy? Nước thường thường ngập lên tới đâu là? Nước ngập lên tới đó luôn. Ở đây là phóng xuống là ngập đầu á. Này là ban đêm nó mới lên chứ ông Bảy. Đây là đường ra ngoài bến sông. Đây là đi không khéo là lọt cầu nữa mà. Khoan. Đây. Đây nhà người ta sống cặp mấy sông không? Nhà sàn không? Đây là An Phú. Đi xuồng đi đò không? Ai mà không biết đi là thể là té sông bất cứ lúc nào. Hồi nắng quá trời mặt mình nó bị đang bị dị ấy nè. Thôi mình giới thiệu các bạn vậy thôi. Xin chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ đăng ký kênh subscribe giùm mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.